Đã có báo cáo xác minh về lạm thu đầu năm học tại trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Theo đó thì có 4 khoản thu trong phiếu kê của giáo viên chủ nhiệm không có trong danh mục nhà trường hướng dẫn, có 2 khoản thu thì cao hơn so với mức thu do nhà trường thông báo. Và nhà trường thì cũng có 6 khoản thu không có trong quy định và có 3 khoản thu vượt mức quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học, báo cáo trước ngày 20 tháng 9. Trước đó thì đã xuất hiện thông tin phụ huynh lớp 10 của trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 của tỉnh Hải Dương đã nhận thông báo mức đóng đầu năm học dự kiến lên tới gần 9 triệu đồng.